Xin chào các bác, ngay bên shop giới thiệu các bác về một loại hạt giống hoa, đó là vạn thọ mỹ vàng chanh. Nó sẽ có một màu vàng như này. Một gói này được 150 hạt ạ. Ra hoa cũng khá là to nha các bác nha. Màu của nó sẽ là màu vàng nhạt đó, màu như màu vàng quả chanh vàng của chúng ta đó. Cái loại này thì trồng rất là dễ lên, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 60-70 ngày là nó đã ra hoa rồi các bác nhé. Cái này các bác có thể trồng quanh năm được ạ. Cái chiều cao của nó rơi vào tầm 30-40 cm. Các bác trồng ở trong chậu được, nó là loại lùn. Đó, đây ạ, ra màu vàng rất là đẹp hoa. Nó sẽ như thế này luôn, màu vàng đẹp không chưa? Chúng ta yêu thích một màu như này thì chúng ta trồng cái màu này, màu vàng nhẹ như này. Thế là còn nó sẽ có một cái màu vàng đậm hơn, đó là màu vàng cam. Một gói này được 150 hạt các bác nhỉ.